Tập đoàn cá sấu nghe lệnh tìm tân Paris xử lý tấn công hắn cho ta. Ta hôm nay kiếm được lọ sơn này nhá, thần kỳ lắm các bạn ạ. Tạo ra khói nhá, xịt mù mịt luôn. Ở đâu ra mà lắm cá sấu thế này hả giời? Ô, mấy cái tên cá sấu này, sao ngươi lại vây quanh ta? Mà ta nói ngươi không nghe lời à, là ta xịt sơn ấy. Ui, các ngươi dám cắn ta à? Sao ở đâu ra mà lắm cá sấu thế này? Chạy thôi. Các bạn ơi, tình hình là mình không hiểu tại sao mà xuất hiện nhiều cá sấu đến như vậy mà tấn công tân Paris ấy các bạn. Được rồi. Bây giờ mình sẽ cho soi chiếu hình ảnh xem chuyện gì đã xảy ra. Lên. Wow. Các bạn nhìn thấy gì không? Mình không ngờ cái đàn cá sấu đã tấn công mình ấy chỉ là đệ tử thôi. Đệ tử của con quỷ đầu cá sấu, các bạn nhìn thấy không? Đấy. Con quỷ đầu cá sấu này nhá, nó là một dạng biến thể của quỷ đầu loa các bạn nhá. Nó cao phải đến hơn 20 mét các bạn nhá. Đầu nó thì là nguyên một cái con cá sấu khổng lồ nhất hiện tại bây giờ nhá. Da nó thì các bạn biết là cực kỳ cứng luôn, để mà tấn công được, thắng được con cá sấu này nhá, phải phá được cái da đấy, bởi vì những cái vảy của nó ấy, hàng nghìn năm rồi, nó sống tuổi thọ hàng nghìn năm rồi. Con quỷ đầu cá sấu này thì nó kết hợp sức mạnh của cả trên bờ dưới nước các bạn nhá. Nó là vua của các loại động vật ở kiểu dưới nước luôn. Đấy, sức mạnh của nó thì cực kinh khủng luôn. Nó bơi được nhá, chạy được dưới nước, và thậm chí là nó do là tích hợp của sức mạnh của quỷ loa nên là nó chạy được cả trên bờ. Đấy, sức mạnh vật lý của nó cũng cực kỳ mạnh luôn. Đàn cá sấu vừa nãy là đệ tử của hắn sai đến để tấn công tân Paris. Thôi được rồi, bây giờ chính là thời điểm để tân Paris chiến đấu với con quỷ đầu cá sấu này nhá. Các bạn chiến đấu cùng mình nhá. Con quỷ đầu cá sấu này, như mình đang nắm thông tin ấy, là nó có thể chạy được cả tấn công cả trên bờ lẫn dưới nước, nên là mình đã chuẩn bị tất cả những loại vũ khí mà gọi là hiện đại nhất bây giờ nha, mình đã cập nhật nha các bạn nha. Đây, mình đang sở hữu những khẩu súng cực kỳ là mạnh luôn. Đây, các bạn biết cái khẩu súng này không? Nó có thể bắn ra liên tục tì mấy chục viên đạn luôn đấy, bạn xoáy là nhìn thấy không? Đó. Đấy, đây còn đây là một khẩu súng ngắm bắn từ xa của mình. Đấy, khẩu súng này thì công suất cực kỳ mạnh nhưng mà chỉ bắn được một viên một thôi. Đó. Gì đây? Đây, các bạn biết không? Mình sẽ mang theo quả đao để xử lý Zumba này nữa đấy. Quả đao này để mình gọi là có thể kết liễu được tất cả con Zumbai thì mình còn kết liễu được, chứ nói gì là con quỷ các bạn nhở. À đây rồi. Mình còn mượn được sức mạnh của hai người bạn của mình nhá. Đó là các bạn nhìn này, đó. Nhìn quả mặt này bạn biết ai rồi đấy nhở các bạn nhở. Đấy, ông này thì sức mạnh vô đối luôn, hung dữ chưa. Cả sức mạnh của San nữa các bạn nhá. Mình mượn luôn cả sức mạnh của bạn San. Coi như hôm nay tân Pri tích hợp sức mạnh của rất nhiều gọi là các cao thủ luôn đấy, để chiến đấu lại con quỷ được cá sấu này nhá. Các bạn đi cùng mình nào. Tân Paris, ngươi ở đâu tân Paris? Ngươi giỏi thì ra nghênh chiến với quỷ đầu cá sấu ta đi. Quỷ đầu cá sấu, tân Paris ta ở đây rồi, ngươi không cần phải tìm. Giỏi thì đuổi theo ta đi. Tân Paris ơi là tân Paris, ngươi đứng lại mau. Các bạn ơi, mình trèo lên đây thì yên tâm rồi. Chỗ này nó vừa có cây để nấp nhá, xong là có cái thang này mình trèo lên đây á. Con quỷ không làm gì mình đâu, bây giờ mình sẽ bắn lén nó. Tân Paris, ngươi thật là gian xảo. Ngươi nấp ở đâu rồi à? Quỷ đầu cá sấu ta sẽ dâng nước lên cho nó ngập hết đi. Là kiểu gì ngươi cũng phải chui ra mà thôi. Ôi các bạn ơi, con quỷ đầu cá sấu này nó không hổ danh là vua của gọi như là các loài vật ở dưới nước. Nó điều khiển được cả dòng nước ngập đến nơi rồi, chuồn thôi. Ui. Ôi. Thoát rồi các bạn ơi. May mà mình nhanh trí á, mới thoát được ấy khỏi cái con quỷ đầu cá sấu đấy. Thế các bạn ạ, thế nhưng mà... Ui dồi ôi, hóa ra đây chính là cái bẫy của các ngươi.
tên quỷ đầu cá sấu đã sai các ngươi ra tấn công ta à? Hả? Tên này, tên cá sấu này dám cắn ta à? Ai ôi, các bạn ơi, mấy con cá sấu này á, dám cắn mình á, đau hết cả tay, rơi mất súng rồi. Bây giờ nhá, mình phải dùng mưu. Đấy, các bạn nhìn đây này, mấy con cá sấu này ham ăn lắm. Mình dùng con gà giả này nhá, để làm mồi cho chúng, để chúng ăn nó gãy răng thì thôi. Này, mấy con cá sấu kia, đây, gà đây, ăn đi, ăn đi. Ghê, yeah, bọn cá sấu này đúng là bọn ham ăn nhờ các bạn nhờ. Đấy, mình vừa vứt con gà giả ra, chúng nó nhai gãy cả răng rồi đây này. Chuồn tôi. Ôi giời ơi, những tên cá sấu đệ tử của ta bị tên Tân Paris hại mất rồi. Tân Paris đâu, ngươi đâu rồi, ai cho ngươi hại đệ tử của ta? Tên quỷ đầu cá sấu này, ta biết là ngươi sẽ đến tìm ta nên là ta đến tìm ngươi đây. Tên quỷ đầu cá sấu này, ngươi có nhìn thấy cái quả kiếm này của ta không? Kiếm nữa, cưa luôn. Cái này nhá, Zumba đây này, ta còn hạ được chứ nói gì là chỉ là một con quỷ đầu cá sấu. Ê, nhận đòn tâm free đi. Sao da của ngươi cứng thế? Đúng là quỷ đầu cá sấu nghìn năm. Ngươi nói đúng rồi đấy, hơn 1000 năm rồi đấy. Thôi được, để Tân Parita dùng sức mạnh khác. Sau cái da con cá sấu này nó cứng lắm các bạn ạ. Đúng là cá sấu á, phải 100 năm, 1000 năm rồi. Da của nó mình chém không thể nào mà có tì vết gì được. Ngươi đợi ở đây. Con quỷ đầu cá sấu này, mình đã không thắng được nó với cái kiểu là chiêu dùng kiếm giúp bài rồi. Mình sẽ dùng cái này các bạn nhá. Ngươi biết cái này là cái gì không? Đây chính là mặt nạ một người bạn của ta, đó là mặt nạ San nhá. Sức mạnh của San thì vô đối các bạn ạ. Trưởng Gaster, Blaster và trưởng xương thì cực kỳ mạnh luôn. Bây giờ mình sẽ cho con quỷ này á nếm trưởng của San luôn. Ui trời ơi, Gaster Blaster kinh khủng thế. Ôi dồi ôi, hắn dám mượn sức mạnh của tên San nữa kìa. Trời ơi, sao người mình cứ lảo đảo như tên say rượu thế này nhờ. Nè xương là tí xương này. Ta chỉ có sợ là Gaster Blaster thôi nhá, ta không sợ xương đâu. Ai dù ôi. Các bạn ơi, sức mạnh của San không đấu thắng được tên quỷ đầu cá sấu này. Bây giờ mình phải dùng sức mạnh của một người bạn của mình, một người khác. Đây các bạn ơi, các bạn nhìn cái khuôn mặt này hung dữ không? Pennywise thì cũng cực kỳ nhiều sức mạnh luôn, nhưng mà mình hôm nay mới update được 2 sức mạnh của Pennywise để tấn công con quỷ đầu cá sấu này. Đó là sức mạnh trường xích và sức mạnh cùng tên lửa. Mình sẽ cho nó nếm cả 2. Trường xích vàng đâu? Lên. Tân Paris ơi, ngươi trưởng thêm một phát nữa đi cho nó hoành tráng nào. Oh no. Trưởng xích của Pennywise ta không sợ đâu, chỉ như đuổi muỗi đuổi ruồi thôi. Còn cho gì thể hiện nữa đi. Trưởng xích vàng của ta không thắng được ngươi. Ta còn một loại vũ khí nữa mạnh nhất, đó chính là cung tên lửa, cung tên vàng. Tấn công hắn. Đau quá. Ôi dồi ôi, hắn có mũi tên gì, mũi tên màu vàng hoành tráng quá. Ôi dồi ôi, mình phải chạy đã. Các bạn ơi, con quỷ á, nếm đòn trưởng cung tên lửa, cung tên vàng của mình, sợ chạy rồi. Bây giờ mình sẽ sai các đệ tử của mình phục kích sẵn ở ngoài đấy, sẽ gọi là xử lý hắn luôn. Đấy, các bạn có thấy không? Biết ngay mà, con quỷ đã chạy ra ven sông. Mình đã sai sẵn các bạn có mập phục kích ở đấy rồi. Không có mập đâu, cắn cái tên quỷ đầu cá sấu kia đi, đánh đuổi hắn. Đấy. Biết ngay mà lại. Đúng như là tất cả mọi thứ là như cái kế hoạch mình dự báo trước các bạn ạ. Mình đánh đuổi tên quỷ và hắn chạy ra sông. Thế là các bạn cá mập cá sấu đã xử lý hắn rồi.
Cảm ơn các bạn đã xem video của Tân Pri nhé các bạn nhá. Hôm nay Tân Pri đã chiến đấu với tên quỷ đầu cá sấu nhá, theo yêu cầu của một bạn nào đấy nhá. Thì mình làm theo ý của các bạn đấy nhá. Các bạn thích mình đánh con quỷ nào nhá, làm về quỷ gì, con gì thì các bạn comment dưới video này nhá. Tân Pri sẽ làm lần lượt theo yêu cầu của các bạn nhá. Các bạn đừng quên đăng ký kênh và ấn nút chuông để kiểu như là video nào mình ra các bạn xem video mới nhá. Bây giờ thì bye bye.